Anh nghe hoa này gọi hoa gì đấy anh? Mãn đình hồng. Mãn đình hồng, dạ. Cái đó là nhiêu tiền một cặp đấy anh? Dạ, 380. 380 ngàn. Dạ, em cảm ơn. Mãn đình hồng. Năm nay năm thứ 2 mới bán. Năm đầu tiên 23 rồi. Vâng. Bán chạy nhất là 2023. Vâng. Độc quyền ở đây mới có. Độc quyền chỉ anh mới có thôi. Anh nói nhiêu tiền thì em quên rồi đó. 380 ngàn, nó cao cỡ khoảng 1m8 nha các bạn. Cả chiều cao của chậu từ 1m8 đến 2m nhé. Hoa là dọc xung quanh... Đây là một cây đúng không anh? Đúng rồi, một cây. Một cây mà cũng còn có rất là nhiều nhánh, nhiều nụ nhé. Cái này để được chơi được bao lâu thưa anh? Qua mùng 10. Qua mùng 10. Đây là cỡ khoảng 20 ngày nhỉ? Dạ. Anh về này về nhiều hoa không? Năm nay thì lấy ít hơn. Năm ngoái thì năm 2023 thì là 500 cây. Vâng. Bán chạy 500 cây. Tất cả các loại á hay sao? Đúng rồi. Thì tối nay về một xe nữa. À, tối nay về. Hoa dừa, hoa 10 giờ. Hoa vạn thọ. Vạn thọ với lại cúc này nữa. Cúc gì nó nhiều đây phải không lên nữa. Vâng. Cúc này thì thường họ bán nhiêu tiền một cặp này thưa anh? 350 một cặp. 350. Cái giá này có vẻ rẻ hơn năm trước nhỉ? Năm trước là một cặp 400. Đúng rồi. 380. Vâng. Mua số lượng nhiều thì sát giá cũng còn có 320. À, dạ. Rồi sáng giờ bán được nhiều chưa? Dạ, bán nay ra vài cặp này. Vâng. Hôm nay thì người ta cúng chắc một hai bữa nữa. Đây thành phố thì nhà nào thì chắc phải có một vài chậu bông. À, vậy đó hả? À, chốt giá nhiêu tiền cặp đấy anh? Anh trai? Chục mốt ạ, dạ, em cảm ơn. Chốt giá cặp đó là 1.1 rồi đó. Giờ chờ ra xe cho khách mang về. Chờ đến xe ba gác. Cái này nó chiều cao nó cỡ khoảng 1m2 đến 1m rưỡi nên là mình đâu có chở xe máy được nên xe ba gác này trở về. Ông anh. Dạ dạ. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về không khí Tết ở Sài Gòn Việt Nam. Thưa cô bác anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở con đường Phan Chu Trinh. Và hướng này đó là chúng ta sẽ đi về góc và Phan Chu Trinh cắt với con đường con đường Nguyễn An Ninh. Phía trước là các bạn người ta cũng có để mấy cái cây mai nhìn rất là đẹp nhé. Có muốn lên hình không? Không á, quay lên phim cho bà coi. À, quay lên phim cho bà coi. Rồi. Rồi. Bạn đứng tư thế rất là hiên ngang á. Giống như mặt đằng đằng sát khí. Như chuẩn bị cầm một cái cây đao. Nhưng mà đây là cành đào nha các bạn, không phải cây đao. Ở bên này các bạn là chúng ta qua bên này thì có mấy cái tiệm họ đổi vàng này, tiệm Hà Tâm và tiệm Mai Vân. Ở Sài Gòn các bạn có rất là nhiều những cái tiệm đổi tiền, nhưng mà có hai cái tiệm ở phía đằng trước mặt này là chúng ta đổi tiền sẽ được giá cao, là tiệm Mai Vân và tiệm Hà Tâm. Thì tùy theo các bạn cảm thấy mến tiệm nào thì các bạn đổi tiệm đó. Nói chung giá thì nó cũng xem nhau thôi. Giá thì nó cũng xem nhau. Lát xíu nếu mà
lát xíu nếu mà mình rảnh thì mình cũng sẽ qua mình đổi thử để xem cập nhật giá đô la ngày hôm nay ra sao nhé. Đấy, khách người nước ngoài khá nhiều này, chủ yếu là khách nước ngoài khi sang Việt Nam thì họ sẽ phải đổi tiền để họ xài. Đây họ bán các cái dưa tài lộc này, tài lộc phúc lộc thọ bình an. Nghe cặp dưa nhìn rất là đẹp nhé. Nói chung ở xe ở khu vực chợ Bến Thành này các bạn thì mình mua mình không có phải lăn tăn gì về cái chất lượng, giá cả các thứ thì nói chung là nó sẽ phải hơi cao hơn một chút. Đây có một cái khách sạn là xin lỗi đúng rồi Silverland Bến Thành, ở dưới có một cái quán cà phê. Rồi mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi ra khúc công viên 23 tháng 9, gọi xem là chợ hoa Tết nó sẽ như thế nào. Thực tế mà nói thì ngày mấy cái ngày này các bạn có rất là nhiều những cái điểm để chúng ta rất nhiều điểm để chúng ta có thể quay phim, chụp hình, cập nhật cái không khí Tết. Để động viên Tuấn Dương thì cô bác vui nào lòng bấm like, đăng ký kênh và để lại bình luận. Kép bắp Việt Nam, các cái món thức ăn đường phố giá là khoảng 40.000, cỡ khoảng chưa tới 2 đô la. Ngay góc này các bạn có một cái quán cà phê, ngay góc đường Trương Định với góc đường Nguyễn An Ninh là có một cái quán cà phê cũng rất là chill. Quán cà phê này họ làm theo cái phong cách là giả cổ với những cái cây hoa giấy này, rồi theo cái những cái bố trí này. Linh cà phê 1975 số 1 Trương Định. Quán này buổi tối các bạn không còn chỗ mà ngồi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới khu vực chợ hoa Tết, công viên 23 tháng 9. Nếu mà không giới thiệu đây là công viên 23 tháng 9 của miền Nam đó, thì nhiều người vẫn tưởng đây như là đang ở ngoài miền Bắc. Đây các bạn nhìn thấy những cái cây hoa đào này, nhìn rất là đẹp nhé. Đó, cây hoa đào nhìn lung linh long lanh. Rồi, đây các bạn nhìn này. Bông hoa rất là tươi tắn, đẹp. Bên cạnh hoa đào đó các bạn thì mình còn nhìn thấy có những cái chậu tắc kiểng này. Có cái chậu tắc kiểng. Rồi anh đang tỉa bấm. Rồi. Đây cũng có những cái cây này các bạn nhìn là nó cũng đã nở xung xuê từ gốc tới ngọn. Đây thì mình không có thấy ta để giá nào, mình
thấy là hình hết là cũng đã nở khá nhiều. Hôm qua đi ngang qua đây thì thấy đào về chưa nhiều lắm. Hôm nay thì về thêm quá trời nữa các bạn này. Những cái này là người ta bỏ trên xe xuống, người ta còn chưa có bung ra. Đó. Chưa có bung như các cái ni lông ra. Đây cũng có khách lựa ở cái cây đào này đây. Trời chưa rồi. Báo giá chưa? Trong kia thì là cây to hơn nhưng mà thế không biết là nó có bung ra cái nào. Cây đào này thì cao khoảng má sáng thì nó mới 2m2. Có mà được lấy nha. Ừ. Ra bị lộn mặt đủ nhảm. Nước bình đi. Về phải đến 27, 28 nó mới đầu vào, 29 cái này. Cái này 28 nó bình luôn. Đập lắm. Nhà con này không có máy lạnh, nóng lắm cho nên con sợ nó bung ra. Không, cái này lấy cũng được. Cái này ngày mai ngày kia ra này. Cái này là cái mã cái kia. Cái này cũng 3 ngày nữa. Cái này cái cây đó này nó vô đến đùi. Không nặng đâu. Cái cây này ông cứ thoải mái đấy chọn. Có mà chị cho lên đùi chị. Cây này ông cứ thoải mái đấy chọn. Nó có dưới dưới à. Phải mua phân nuôi biết thì cho nó. Sao giờ có thì thế hả? Chẳng có vứt là thế thôi. Cứ có cây bè nó chỗ nữa thôi. Giá là 500.000. Nói là 600 nhưng mà trả giá 500 nó bán đấy. Sở dĩ các nhà vườn người ta cũng không có để giá, nói chung là họ cũng muốn bán được cái mức giá cao nhất, tức là khách thích ưng cái cây nào tùy theo cái sở thích của khách thì ta sẽ báo giá. Lượng người đi mua thì chưa nhiều. Khu này thì chuyên là đào nha các bạn. Đây cũng có người mua được hai cái cây này. Đang cột lên xe lam để trở về. Mua có cả chậu luôn đấy. Hai cây rất là bự. Khu này thì chuyên là đào đấy. Đây cũng có những cái gia đình đang đi ngắm những cái cây đào. Để mà chọn cái đào này các bạn thì thứ nhất là mình chọn cái dáng của nó, rồi tới bông, tới nụ, tới lá, tới cành. Đó, mình cũng phải chọn cũng khá là kỹ lưỡng để tìm ngắm cho mình một cái cây mà ưng ý đấy thì cũng hơi lâu, hơi mất thời gian. Bán đào đang tư vấn cho khách. Rồi chúng ta đi tiếp nhé.
tới đây là các cái loại hoa địa lan này. Địa lan thì tới đây là tắc đào, về đây là những cái cây đẹp không á. Các loại lan đây đây tại cửa nhà ai chứ không ai để đời cho tôi bán được nữa đâu. Kể từ ngày mai không ai để bữa giờ cho em bán được em dẹp hết. Gốc mai rồi cúc các thứ khá nhiều các bạn thấy, hầu hết mới chỉ có người bán rồi chứ chưa thấy khách đi mua. Thấy có vẻ cũng hồi hộp quá các bạn ơi. Đợi hoa Tết. Đào các cái cây đào bự này. Có những cái cây này nở hết rồi các bạn. Những cây mà nở bung hết như thế này rồi thì cũng sẽ khó bán. Nó thường là, để Tuấn Dương chỉ cho các bạn, giống như cái cây này thì ok này. Nó có, ví dụ như cái gốc của nó, thường người ta sẽ xài cái gốc ghép. Gốc ghép, người ta họ ghép các cái nhánh này vào này, sau đó rồi họ cắt tỉa. Thì đối với đào á, là các bạn thấy ví dụ như nó phải có nhiều những cái mắt này, đó là chuẩn bị nó sẽ nở ra bông. Thì nó có những cái mắt to, mắt nhỏ và bông. Thì những cái nụ này, những cái này mầm này, sau này nó sẽ trổ ra những các cái lá. Rồi từ những các cái kẽ này, những cái bông này, nó cũng sẽ nở ra, nở dần, nở từ từ. Không biết những ngày tới thì sẽ như thế nào. Lên đây là họ bán mai chiếu thủy này. Rồi các loại hoa cúc. Cúc rồi mai. Thì nhà vườn các bạn người ta sẽ đi bán á, là có mang theo những các cái giường nằm. Mình thấy thì chưa nhìn được cái chỗ nào để giá cả. Hầu hết là ta mang tới người ta trưng bày. Những cái chậu tắc nhỏ nhỏ này, có những người đang đi để lựa những cái cặp tắc này về trưng. Tắc rất là nhiều trái nhá. Rồi cái cây này là cái trái dư. Vạn thiên tuế. Các cái loại mai.
mai rồi thắp kiểu. Ở bên này là các cái loại cúc, cúc vạn thọ, cúc màu gà, cúc mâm xôi. Họ đi thì mang theo chăn chiếu mùng mền, lên đây thì sẽ phải ngủ lại, ăn uống vệ sinh các thứ ở đây luôn. Đây mấy cô còn tranh thủ đi vô chụp hình với những các cái ngoài Bắc mình thì gọi đây là cây quất. Trong miền Nam thì họ gọi là trái tắc. Trái rất là bự nha. Hoa hoét các thứ là nhìn ê chề luôn. Chậu cúc vàng, cúc mâm xôi, tắc. Khách nước ngoài họ đi họ thấy bông Việt Nam mình đẹp, hay có những bạn thì đang muốn dừng lại để chụp hình. Rồi có mấy em cảnh sát cơ động bây giờ cũng đi để bảo vệ trật tự cái khu vực đường hoa này. Những cái chậu cúc cao cỡ khoảng 2m2. Đây là rất nhiều cái bông cúc cỡ cao 2m2. Tết. Vườn hoa cúc thị xã Ninh Hòa. Uy tín chất lượng là số 1 và có xuất cả hóa đơn giá trị gia tăng. Khách đang lựa để mua những cái chậu cúc. Cái này thường mình sẽ chơi là chơi theo cặp. Hai chậu nó phải tương xứng với nhau. Khi mà mình đi sớm thì mình có cơ hội mình lựa được những các cái chậu đẹp. Cái này là nhiêu tiền một cặp đấy? Nhiêu tiền cặp? 1.3 triệu. Ba là cỡ cao khoảng 1m2. Còn chậu bự nhất kia là nhiêu em? Một cặp bự nhất đấy? Bự nhất là 10 triệu. 10 triệu một cặp. 10 triệu một cặp. Ông ơi, bông cúc này thì như này nó không có, nó chưa nở. Những cái này thì nó tươi hơn này. Pha lê. Pha lê. Cúc pha lê. Cúc pha lê đúng không? Đại đoá. Cúc đại đoá. Dạ, nó khác nhau anh. Dạ. Nó cũng là cúc nhưng mà nó khác. Vâng. Cái này cứng, còn này mềm. Ờ, cánh này nó dày hơn đúng không? Đúng rồi. Đại đây, nó vàng, dày vàng. Dạ. Khác gì khác. Về. Cúc pha lê, một cái là cúc đại đoá, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Cúc này thì mình chỉ cần tưới nước, ngày tưới một lần thôi. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn. Rồi tiếp theo đó các bạn này, các cái hoa màu gà, rồi những cái cúc nhỏ hơn.
đây nữa các bạn. Cái hoa này mình không biết hoa gì ta. Ngày trước có người nói tên mà mình quên mất rồi. Giờ cũng có nhiều cái mẫu hoa mà không có cập nhật thường xuyên, không có biết. Ở đây cúc mâm xôi, xanh lẫn với vàng. Hầu hết thì mọi người giờ mới đi ngắm. Đấy, có những bạn gái đang chụp hình. Đấy. Nói chung là kiểu gì thì các gia đình ở đây cũng đều phải, mỗi người, mỗi gia đình ít nhất là cũng phải có vài cái chậu bông. Đấy, những cái chậu bông nhỏ nhỏ này, trưng trước cửa. Cô đang lựa. Cảm ơn cô. Dạ. Nhiêu tiền một cặp đấy thưa cô? 250. 250 ạ. Dạ. Hai trăm rưỡi một cặp cúc cỡ cao khoảng 50 phân. Đang lựa tới lựa lui coi xem là cái chậu nào bông nó nở đẹp hơn. Đó, 250 một cặp. Khá nhiều những cái loại cúc. Đây những cái loại này là cúc khuy này các bạn này. Cúc vàng. Chủ, anh cái hoa này gọi hoa gì đây? Cát tường đúng rồi. Em quên. Này là nhiêu tiền một cặp này anh? 150 ạ. Dạ. Cát tường 150 ngàn một cặp. Cúc vạn thọ. Chú chụp đi, chú chụp đi không sao ạ? Dạ con quay. Đây, chú chụp những cái chậu hoa hoa cát tường. Cúc vạn thọ. Đây cúc vạn thọ này các bạn này. Cũng nhiều cô còn đang đi để ngắm. Không nhập được nhiều. Không nhập cũng được 700 rồi đó. Thiếu 3. Có những người đã lựa được cái chậu bông này, giờ bỏ lên xe để trở về. Chở đến cho khách, chở đi cho khách nha các bạn. Cúc với màu gà. Ở đây thì có một số cái cúc mới giống của Hàn Quốc đấy các bạn. Cúc tím. Cúc này nếu mà ở Việt Nam ấy thì họ gọi là cúc mâm xôi. Nhưng cúc mâm xôi của Việt Nam thì nó màu vàng. Còn cúc kia thì màu tím. Một số nhà vườn hiện nay họ đang thử nghiệm lấy cái loại hoa khác. Đây là màu gà này. Anh cái hoa này gọi hoa gì đấy anh? Mãn đình hồng. Mãn đình hồng. Dạ, cái đó là nhiêu tiền một cặp đấy anh? Dạ, 380. 380 ngàn. Dạ, em cảm ơn. Mãn đình hồng. Năm nay năm thứ 23. Năm đầu tiên 23 rồi. Vâng. Bán chạy nhất là 2023. Vâng. Đọc
độc quyền ở đây mới có. Độc quyền chỉ anh mới có thôi. Anh nói nhiêu tiền thì em quên ra. 380 ngàn, nó cao cỡ khoảng 1.8 nha các bạn, cả chiều cao của chậu từ 1.8 đến 2 mét nhé. Hoa là dọc xung quanh. Đây là một cây đúng không anh? Đúng rồi, một cây. Một cây mà cũng còn có rất là nhiều nhánh, nhiều nụ nhé. Cái này để được chơi được bao lâu thưa anh? Qua mùng 10. Đây là cỡ khoảng 20 ngày nhỉ? Dạ. Anh về này về nhiều hoa không? Năm nay thì lấy ít hơn. Năm ngoái thì năm 2023 thì 500 cây. Vâng. Bán chạy 500 cây. Tất cả các loại á hay sao? Đúng rồi. Thì tối nay về một xe nữa. À, tối nay về. Hoa chiều, hoa 10 giờ. Hoa vạn thọ. Vạn thọ với lại cúc này nữa. Cúc thì mới nhiều đây phải không lên nữa. Vâng. Cúc này thì thường họ bán nhiêu tiền một cặp này thưa anh? 350 một cặp. 350. Sao giá này có vẻ rẻ hơn năm trước nhỉ? Năm trước là một cặp 400. Đúng rồi. 380. Vâng. Mua số lượng nhiều thì sát giá cũng còn có 320. À, dạ. Rồi sáng giờ bán được nhiều chưa? Dạ, bán nay ra vài cặp này. Vâng. Chắc hôm nay thì người ta cúng chắc một hai bữa nữa. Đây thành phố thì nhà nào thì chắc phải có một vài chậu bông. Rồi, cảm ơn anh nhé. Dạ. Bên này là bông giấy này. Bông giấy đủ màu sắc. Các bạn có thể thấy là khách đi mua chưa nhiều, đối với người bán các bạn để ý đây thì cũng sốt ruột lắm, nói chung là cũng chăn trở lắm, đứng lên ngồi xuống không yên. Bán được thì vui mừng, mà không bán được thì bể nợ phá sản. Bên này các anh ấy cũng xe thì các bạn này cũng đang ngồi chơi. À. Còn nếu mà các xe này mà các bạn thấy xe mà có việc đó, thì là người ta chạy đi hết rồi. Nhưng mà thường những ngày đầu này thì đa số là bà con cô bác đi ngắm là chính thôi. Đây thì cũng có nước để cho mọi người tưới. À, chốt giá nhiêu tiền cặp đấy anh trai? Chiều mốt ạ. Dạ, em cảm ơn. Chốt giá cặp đó là chiều mốt rồi đó. Giờ chờ ra xe cho khách mang về. Chờ đến xe ba gác. Cái này nó chiều cao nó cỡ khoảng 1.2 m đến 1.5 m, nên là mình đâu có chở xe máy được, nên xe ba gác này rồi chở về. Ông ăn. Dạ dạ. Bây giờ mình sẽ đi tiếp nhé. Vậy là cũng đã có những cái khách hàng mua được những cái chậu cúc đầu tiên. Còn những cái cặp cúc mà lớn bự nhất ở đây ấy, thì theo như Tuấn Dương hỏi thì đã trả lời là 10 triệu. Nó cao chắc cỡ khoảng 2.2 m. Khi mình giơ cái tay lên đó là nó ngang ngang cái tay của mình. Đó. Đây các bạn này.
giơ cái tay mình đứng mình giơ cái tay lên đó, nó ngang ngang cái tay của mình. Thì những cái cúc vàng này là những cái chậu lớn ấy, nó phù hợp cho những công ty rồi văn phòng hoặc là những cái tòa nhà mà thật là lớn. Còn những cái tòa nhà nhỏ nhỏ thì hoặc chỉ người ta chỉ chơi những cái cặp cúc cỡ khoảng cao khoảng 50 cm, 50-60 thôi. Rất là điều hưu, không khí thì ảm đạm ở chợ hoa Tết. Chợ hoa Tết, công viên 23 tháng 9. Đó, các bạn thấy không khí buôn bán năm nay ra sao? Hy vọng là đây mới chỉ là những ngày bắt đầu, và trong những ngày tiếp theo đó thì cái lượng người đi mua sắm và coi nó sẽ đông hơn. Đây là một cái cây mai cũng rất đẹp này các bạn này. Cái nụ này là nó bự, mai này giống mai rảo Bình Định. Nhưng mà họ uốn éo quá, nó không có... Người ta dùng các cái dây thép người ta uốn rồi. Rất là nhiều nụ. Ở bên này cô bác anh chị nhìn là những người đi tính là... mấy cô đi chụp hình, chụp hình với hoa cúc vạn thọ. Đó. Thì sẽ có hai cái màu vàng, một cái màu là vàng cam và một cái màu vàng tươi. Đấy, hoa lan. Nếu nói về hoa lan ấy, thì ở cái khu Hồ Thị Kỷ, khu Hồ Thị Kỷ thì rất là tuyệt vời. Số những cái chỗ họ bán bình bông, đồ sứ. Mình thấy chủ yếu là mọi người đi nhòm ngó, lượng mua thì chưa có nhiều. Giấy. Bông giấy màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Bông giấy. $350 một chậu bông giấy. Những cái chậu nhỏ, chậu lớn thì sẽ bán nhiều tiền hơn chút. Nói chung năm nay thì theo như mình thấy thì giá bán vậy là không có mắc.
nguyên cái khu này các bạn ơi, hoa hết các thứ là đã về đây hết rồi. Cũng có những người phụ nữ đi theo gia đình này, giặt quần áo bỏ lên phơi, rồi tối nay thì cũng sẽ ngủ tại đây, nói chung ngủ tại đây để trông cây này, buôn bán mang lên đây được rồi đấy. Nhưng mà cũng phải bán cho khách để thâu tiền. Giờ mình thấy đây là các bạn này cũng có những cái gốc cây đào nó bị hư này, cái gốc này người ta nó hỏng, nó gãy rồi thì người ta phải bán theo cái kiểu người ta bán cành. Đây một số khách bây giờ đang ra để coi ngắm lựa mua cái cây đào nào. Thì tới đây Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn các cô chú anh chị mình đã dành thời gian để theo dõi. Và hãy đừng quên bấm nút like rồi đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để theo dõi những video mới cập nhật về không khí Tết, tình hình mua bán cây kiểng hoa chợ hoa Tết ở Sài Gòn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.